Chàng này buồn cười chịu nổi các bạn à. mới vô lúc cấm chọn tới chuyện trước tôi nói là chào chị Linh, mấy ông kia nói ấn lạnh không. Nói chung trận này vui lắm các bạn, tôi lên đồ lạ rồi các thứ như mẹ tôi gọi để coi coi dụ như mày không phải điện cái số gì nào hết, gọi Zalo. Cảm ơn mọi người xem video nha. Món cuối của mình là mình nghĩ là từ mình vô phần lan. Ui dồi, đam của tôi là to nhất luôn các bạn ạ, 51.000 đam. Món cuối thì càng này tôi hay bị tụt mana các bạn. Tem có mấy người xài minh mẫn nhưng mà có nhưng không xài. Tem tôi nó bựa lắm. Rồi ông bò mình cũng vui tính nè. Cái món cuối mình là mình đến này mà. Giả sắc như phép của Vladimir đi. Má con vay bù nó trâu quá. Trời ơi vay bù. Cảm ơn mọi người xem video nha. Tôi hy sinh pha đó để câu thằng xe xe nó ở lại á. Thằng đó nó có hai lựa chọn. Một là nó rút lui, hai là nó chơi tôi xong cuối cùng không ai giữ nhà nổi. Ủa, tôi câu thằng xe xe lại, hai ông kia nhát nhát kiểu gì ấy nên tôi lại một câu. À trời đánh kỹ ấy mà, 32 ca đam bill kèm ngọc đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video nha. Cái trận này mình lên cái bill mới nó hài vãi chửi các bạn. Má kèm này bill này đúng bố đời luôn, trâu mạnh nữa. Má đây cho mọi người coi. I learned from a young age to embrace the shadows. Darkness is a storm. Trận này không đạt tiêu chuẩn của YouTube nhưng mà mấy bạn thấy không, mình là MVP này. À 46k sát thương lên ít đồ đam nhưng mà mạnh lắm luôn đấy. Thôi rồi cảm ơn mọi người xem video nha. Được chọn ai chơi Chindam với lại chóc mọi người.
từ hết dây mẹ bấm vô cái nút kia này để nó hết quảng cáo. Cỡ mọi người xem luôn nha.